huấn luyện viên Mai Đức Chung, Việt Nam đã giữ lời hứa ở trận ra quân World Cup 2023. Thất bại 0-3 trước đương kim vô địch Mỹ, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung hài lòng với lối chơi và tinh thần của các cầu thủ Việt Nam trong trận ra quân World Cup nữ 2023. Trận đấu trên sân Eden Park, Ốc Lân ngày 22 tháng 7 mang tính lịch sử đối với bóng đá Việt Nam, khi có một đội tuyển bóng đá 11 người thi đấu tại World Cup. Vì vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm thấy xúc động, trào dâng niềm tự hào khi quốc ca vang lên trong lễ chào cờ trước trận đấu với Mỹ. Dù không thể làm nên địa chấn, kết quả 0-3 có thể xem là chấp nhận được với ông và các học trò. Ở World Cup 2019, Mỹ hiện tại là số 1 thế giới, giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần vô địch, từng đè bẹp một đối thủ khác đến từ Đông Nam Á là Thái Lan với tỷ số kỷ lục 13-0. Sau trận, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói, tôi hài lòng với tinh thần của toàn đội, cũng như việc các cầu thủ thực hiện đúng đấu pháp. Trước trận, chúng tôi hứa rằng Việt Nam có thể thua về chuyên môn, nhưng sẽ thể hiện tinh thần mạnh mẽ, kiên cường trước đối thủ vượt trội về mọi mặt. Các cầu thủ đã làm đúng điều đó, và họ khiến tôi tự hào. Với lối chơi phòng ngự số đông, Việt Nam nỗ lực phong tỏa đường vào khung thành của Kim Thanh. Sau khi bị Sophia Smith chọc thủng lưới phút 14, đến phút bù thứ 10 đội tuyển mới phải nhận bàn thua thứ hai. Lần này lại là Smith, cầu thủ được bình chọn hay nhất trận, với cú đá bồi sau tình huống lộn xộn trong cấm địa của Việt Nam. Trước đó, Kim Thanh một lần hóa giải thành công quả phạt đền của Alex Morgan sau tình huống Hoàng Thị Loan phạm lỗi với Trinity Rothman. Sau giờ nghỉ, Mỹ tiếp tục áp đảo, nhưng chỉ ghi thêm được một bàn ở phút 77 nhờ công Lindsay Horan. Cả trận, Mỹ cầm bóng 66%, tung 28 cú dứt điểm và 7 trong số đó hướng trúng cầu môn. Việt Nam không tung ra được pha kết thúc nào. Mỹ có thể hình và chuyên môn tốt. Họ là ứng cử viên vô địch. Vì thế, chúng tôi chọn đấu pháp phòng ngự chiều sâu, chơi áp sát. Như mọi người đều thấy, cầu thủ Việt Nam chỉ đứng đến vai cầu thủ Mỹ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng hạn chế những đường chuyền bổng, chuyền dài. Nhưng trong một số tình huống, các cầu thủ chưa làm tốt điều này, huấn luyện viên Chung nói, thêm rằng Việt Nam cần nhanh chóng rút kinh nghiệm và phát huy tốt hơn điểm mạnh ở khả năng xoay sở. Bên cạnh nỗ lực của hàng thủ, chơi nổi bật bên phía Việt Nam là thủ môn Kim Thanh. Ngoài tình huống cản phạt đền của Mọt Găng, thủ thành cao 1.65m còn phản xạ xuất thần, ra vào hợp lý nhiều lần khiến các siêu sao tấn công của Mỹ thất bại. Sau trận, trang chủ sự kiện World Cup của FIFA cũng dành lời khen cho Kim Thanh. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thì chia sẻ, cầu thủ nào ra sân cũng nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo, nhưng vị trí thủ môn làm tôi yên tâm nhất. Kim Thanh đã thi đấu xuất sắc, cản phá hàng loạt cú dứt điểm của tiền đạo Mỹ. Trước trận, tôi và Kim Thanh đã xem kỹ băng hình những pha đá phạt đền của Mỹ. Hầu hết, họ đá về bên phải. Các cầu thủ chơi phía trên cũng phối hợp và hỗ trợ tốt, nên chúng tôi hóa giải thành công nhiều đường lên bóng của Mỹ. Tuy nhiên, các cầu thủ chưa giải quyết tốt một vài tình huống, còn lúng túng, bối rối dẫn đến bàn thua. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.